tao cho mày đánh quả Opera ấy. Ừ. Đánh quả tim gợi đòn thật sự. Đánh cho mình bên. Ăn con này mang bóng bóng này. Cái con này cũng có bóng mà. Nói chung là anh Si ơi, kể cả anh em mình giờ có ba con IV nữa, như Opera nó cũng chỉ anh em mình cover mà. À chỉ anh em mình là carry mà. Không cover được. Ít ra vẫn còn cover được. Có kiểu gì ai, thế thì nó lướt là lùa ai smash về sao? Đây anh coi kiểu gì? Ít ra vẫn cover được, con IV thì nó khè nó chịu luôn ấy. Thì nó đối với anh, còn em thì khác. Còn em thì nó khè thì em vẫn đẩy hút bình thường. Nên em mới được cụ nó chân ra. Đúng rồi. Còn nếu như là gặp Opera thì em lại chưa kèo gãy 100%, kể cả là carry hay là Kai. Là hồi đó cao bỏ mẹ. Nói chung là anh không phải sợ, tầm này mấy thằng nào chơi được một phù thủy, chơi được con này cũng... Mẹ Trình sợ à? Đéo sao đánh Opera sợ à? Bỏ chỉnh cái balloon đây rồi. Thì bạn hết gần. Đó là Miracle phải thắng. Miracle mà để hoa. Để hoa là... Rồi Miracle mà hoa thì gần như là cút rồi đâu nữa. À hoa là thua luôn. Tầm này hoa là thua luôn. Ừ hoa thua luôn. Xong ra ban. Bọn họ đánh. Ây dạ. Xong ra ba là... Odido luôn. Từ tích hợp tức là balloon này là Odin từ cái lúc này rồi. Là Odin từ cái khúc. Từ khúc mà Trình pick balloon rồi. Balloon team này chơi được. Nếu như gì có mẹ đồ khổ à, gì có mẹ châu Á hơi cứ thôi, tầm nhà nhỏ cái gì nhá cũng được. Hunter chọn thường và chọn một gì chắc chắn là nó ra nó dí chỉ rồi. Hermit à? Này tao mày đi không đi địa đúng không, đánh địa cấp địa của em được. Tin được nó vào tới nhà rồi. Đâu nó bỏ rồi đi đâu không biết. Ây, nhỏ nó qua luôn rồi, nó qua luôn rồi. Chị ơi, gì chị á, cẩn thận á. Bỏ chị nhỉ, à, không dí chị nữa. Dí, nó vẫn dí chị. Ủa thế à? Tay nó lăm lăm rồi chị á. Đây rồi, 39 Berlin. Ơ, nó bỏ chị mà. Chị, ủa, ai quen dí em ạ. Ừ, nó bỏ chị mà, trời. Bạn ơi, bạn sao bạn nghĩ mình có thể để cho bạn hồi đòn một cách đơn giản như vậy? Sao lại có tìm đây rồi? Rồi, đấy là DZ không phải đánh 12. Ôi, có tao cửa. Chơi nữa, chơi đi. Có nó gì ai đây? Hẹn hòn. Đi hẹn hòn chị. 09, rồi, ok, 09. Anh ơi, tao cửa. Cái thằng nó bỏ người. Ờ. 09 nó bỏ người. Nó bay luôn vậy, 09 bay đúng chắc. 09 gì bỏ. 09 nó bỏ người, còn có 9. Mất team rồi, bỏ rồi. Chuyển nhá. Thấy không bỏ giữa map á, đi về thảm đỏ nhá. Thảm đỏ 1, dí chị. Nó có 2, 2 kim trợ. Thảm đỏ 12. Cửa xanh trước. Tí nữa bắt điện xanh thì thêm một người đổi điện xanh nhá, cho dễ chiêm mà. Vẫn thì chị đấy. Không bởi linh. Không bởi linh, nó đánh chị luôn mà. Đấy, đợi, nó bay à? Chị đấy còn 0.25, chị đang được 0.25. Nó lại đổi rồi. Xanh thì lấy thêm một người đổi nữa. Bắt điện xanh thì thêm một người đổi. Bởi linh, cơ mới bởi linh. Ủa? Bắt điện xanh một người đổi vẫn đỡ được đúng không? À, là chị đấy còn 0.25. Phải thêm một người đổi nữa, điện xanh thì phải thêm một người đổi. Thêm một người đổi. Đấy thì chị ra sẽ còn 0.05. Tức là máu con kiến, à máu đạp và con kiến là ngã. Là chị ra có kiến. Ờ, ăn đi rồi. Kiếm cái đi. Đây để đi cover vào đấy. Bỏ không sơ máy nữa nhá. May rồi chị ơi. Ủa? Cái gì ấy? May kịp rồi. May đâu á? Bay ra nhà nhỏ. Có tạp cửa. Nhà nhỏ có hầm thì chạy đã. Không có đâu bạn. Cái gì đấy? Nó vui đấy. Cái gì ấy? Ô bạn ơi.
Mất dấu rồi này, hiểu nhau không? Chị nói, đây em hiểu. Được rồi anh xin rồi. Các anh chị cũng chịu tính cái chuyện chui tủ để mất điện không? Được. Thế thôi anh để lại cái điện xanh ở đây. Không, chị Ran cơ mà. Chị Ran có. Đây. Chị ở đâu ấy? Chui tủ chứ không chị? Chui chả thôi xa lắm, đi cứ hưu đi kệ. Ôi, chui làm gì? Ran cơ mắt. Vẫn đi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Anh bắn ghê chứ. Anh có chắc nó bắn ghê không? Nó bắn lên cao, bắn trên địa hình trên cao. Đi trên cao bắn dưới anh. Bắn tiên đi, mới khó. Bắn được á? Bắn được. Chỉ là quan trọng là bắn được. Sắp bị đánh kêu tạo thiên được không? Chị tạo thiên cũng mất thời gian không? 5 giây. Ôi tuyệt ạ. Anh vừa bảo nó bắn điện hay đấy. Anh giữ chưa? cái điện đẹp quá, để anh ra dẫm. Để anh ra dẫm. Anh xin vừa bảo nó bắn hay xong rồi nó bắn quá kìa. Ôi là anh được máy rửa. Quá thì máy rửa đâu. Hàng không ấy. Có ở tầng đầu 1. Em có hiểu nhau không này? Phải hiểu nhau chứ không thì... Yêu đi, em chết. Ơi. Đây, em đang ở đâu? Chị đang ở tầng 1 này. Chị đang ở tầng 2. Không nối điện à? Không nối điện thì nó máy nhanh. Nó mải gì quá, nó quên không nối máy hay gì. Máy luôn nè. Biết nó bảo linh rồi. Bason đi cứu sớm đi nha, không nó ấy đấy. Vâng. Phun chiêu nha, phun chiêu là 20 là phải vào mặt vào rồi á. Không mà nó... Ok. Buồn chiều đi, chả là vấn đề gì. Anh đi là thích đâu ấy. Ghế. Tha ghế hết bên đấy, còn 44 một thứ, một thường mới ghế. Bỏ không? Ra chỗ chị này. Xin lỗi. Vào sớm đi, không nó choáng không ấy được đâu. Ghê, nó có cái điện đấy nha. Cái gì đấy? Lỗi vãi lòn luôn, nó mùn rồi. Pero pha này thì hỏng rồi. Cứu quá đơn giản luôn á. À. Một pha cứu quá đơn giản, còn không bị ép quá nữa. Bay vào rồi thì cứu luôn đi. Thật. Phát đấy là còn tê rồi. Tê rồi nữa thì. Thằng đọt rồi chả cứu được cơ. Bây giờ nó bắn xong thì cứu được rồi. Nó thì không cứu được, để chị dạy chị cứu phụ cho. Nó bắn xong cực này thì... Cứu được, chị dạy được, chị dạy được. Ai sửa điện cho em được không? Có lúc kịp. Có ngon, hay. Bây giờ từ bàn cuối đâu ấy. Mất từ giờ chị. Đấy, kem. Nó che rồi, đã bay cuối, nó che rồi. Lên, cứu một lần thôi, che rồi, cứu một lần thôi. Mày cút cổng sau. Chị ngồi ghế lâu, cứu một lần thôi. Em cứu cho mấy điện thoại. Đập máy đi, cứu đập máy đi. Sờ điện là thằng ngọt cứu được. Đây để em đem sờ, Cứu một lần thôi. Cứ một lần thôi là được, cứu đập máy, sờ điện cứu một lần thôi. Thoải mái, chị ngồi ghế lâu 10% nữa mà. Trừ khi nó tele. Bay đâu rồi. Bay vào đây, để choáng thôi. Tập đập máy thoải mái, dư sức. Nhưng cái lần đầu mà không mang đốt ghế, con này không mang đốt ghế luôn. Con làm cái gì? Con mang hưu chậm. À kìa. Đi luôn rồi, nó đi luôn rồi. Trấn à, bắt đi trấn à. Hưu không em ơi? Nó qua. Hưu không em ơi? Không, đi cút đi. Chị đập luôn đi. Ấn luôn lên em. Trừ thằng Butter ra thì ai chết cũng được. Có một quả bóng ở đây này em này. Đâu, cho em. Bóng là bóng Butter chứ không phải là Butter. Bóng kim đạo đâu. Bóng Butter. Ủa? Em ở trên này cái lên nào đâu đúng không? Chưa. Thế nên em mới có máu liều thế này chứ. Thành cục lần nữa là chị cút đây này. Chị cứ đập máy đi. Không bỏ. Bỏ rồi. Quay lại đeo máy này, thằng cu đứng đấy tương nữa.
Zoom up. Mọi người ta zoom hưu đi, em fake cái tiếng tai nó cho. Thế hưu hay đập, hưu hay đè máy? Anh nghe máy luôn không? Nghe máy luôn đi. Nghe đi, máy 90 mẹ. Đi đè luôn được rồi, đè luôn được rồi. Có đứa ra cổng được không? Mày. Đây để ra. Lên được không? Lên được thì lên luôn, lên được thì lên luôn. Lên được thì lên luôn. Cứ lên đi, cứ lên được thì lên luôn. Nối cổng à, mày nối cổng thì mày thua bố. Không mang có mắt đỏ. Không mắt đỏ luôn. Ôi giời, không mắt đỏ. Cái cực này mày vứt nhé, chứ không phải cho tao đâu. Bỏ ra cổng tham đỏ, bỏ ra cổng tham đỏ. Mở cổng, mở cổng, mở cổng. Mở cổng tao, mở cổng tao. Không mắt đỏ, không mắt đỏ, không mắt đỏ. Ờ, tao bỏ không tim nhá. À, tao có tim rồi. Mất tim rồi. Sao cổng sau đi, sao cổng sau đi. Em mở cổng sau em. Ờ, thấy em rồi, thấy em rồi, thấy em rồi, thấy em rồi, thấy em rồi. Anh trâu lắm, anh trâu lắm, phải sợ anh trâu lắm. Ừ. Mà máu không mắt đỏ thì đến bao giờ mới chết. Không mắt đỏ thì thua 4. Anh đi rồi. Anh xin ơi, chơi từ cho em ấy. Thả xin ơi, mở ra để em sơ sơ em nói lắm. Ok. Ê, thơm ở sau đúng không? Hâm ở không có ở tầng đó 1. Anh đi tiếp rồi. Ê, cầm sau, hâm chạy rồi. Để ra bộ nhà mình ơi. Thắng ra hâm. Rồi ra thắng hâm luôn. Rồi, thơm 4 rồi. Rồi, thơm 4 rồi. Thơm 4 rồi kìa, thắng hâm luôn. Ủa giời, còn đe le làm cái gì nữa? Rồi, còn đe le làm cái gì nữa? Đuổi phép.